Hát xin chào mừng anh đến với chương mình Hello Minh đây, và hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách làm sao để chơi Forza Horizon 4 mực nhất trên cả FX150 và FX250 luôn nhé các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn tải cho mình cái phần mềm, đây cái phần mềm Total này nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn tải xong á thì các bạn nhấp vào cho mình để nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn bấm vào cái phần này nha các bạn. Ok, nó sẽ hiện ra một cái list như thế này. Thì cái phần CPU core thì các bạn giảm xuống cho mình là 119,1 MV, còn cái dưới là 250 MV nha các bạn. Ok. Thì các bạn giảm xuống là 250 trừ 119 là các bạn tính ra còn tám mấy MV đó. Đấy, còn cái trên này để nguyên cho mình nha. Ok, tiếp tục cái dưới là cái IMAX này là cái giới hạn nhiệt độ của nó, là cái giới hạn nhiệt độ nó là mình đặt là 64,5. Nếu như mà các bạn giảm xuống cỡ 130 á thì các bạn giảm này xuống luôn, giảm xuống là còn 64 nha các bạn. Ok, thì các bạn setting giống như mình nha. Rồi tiếp tục thì tới phần CPU cache. Ok, thì các bạn mở unlock này lên nha các bạn. Mình quên nói này với các bạn là các bạn phải unlock này lên nha. Cái này cũng vậy luôn nha các bạn. Ok, thì cái này để giống như cái này luôn nha các bạn. Cái phần trên này là nguyên nguyên cái phần trên này là để giống y hệt luôn nha. Còn cái phần dưới này là thì các bạn giảm xuống cho mình là 7,50 độ C nhé các bạn, là 7,5 độ C á. Ban đầu của nó là 71. Ban đầu của nó là 31,5 độ C. Thì bây giờ mình giảm xuống 7,5 độ C để cho cái khác này nó mát. Nó mát thì nó sẽ chơi game mượt hơn nha các bạn, và edit video mượt hơn luôn. Rồi, tiếp tục các bạn qua dùm mình phần Intel GPU. Thì cái phần này á thì các bạn để Intel GPU là trừ 90,8 MV. Còn cái dưới đây là 250 MV nha các bạn. Rồi cái nhiệt độ max của nó là mình để 31,50 nha. Nhưng các bạn cái này mà các bạn giảm xuống 100 á thì cái này thì các bạn phải giảm xuống là còn 31 chẵn nha các bạn. Ok, rồi sau đó các bạn bấm apply đây cho mình. Và sau đó các bạn bấm ok. Mà quên dặn các bạn nữa, các bạn phải để giống như hộp mình luôn nha. Cái cell void này nè, cell void này nè, các bạn để giống như hộp mình luôn nha. Đấy, mọi thông số đều để giống như hộp mình nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn. Rồi sau các bạn bấm apply và ok. Rồi tiếp tục tới phần này thì các bạn bỏ cái tích cho mình cái disable turbo này nha. Ở bên kênh YouTube nước ngoài á họ làm là disable turbo, mình cũng không biết để làm cái gì nữa, nhưng mà tổng quan lại á, là họ phải tải thêm cái ASUS Q3 về để giới hạn nhiệt độ lại của nó. Giới hạn nhiệt độ đó là người ta để 90 độ lận, cho nó lên đúng 90 luôn các bạn. Tại vì khi mà phôi hiện hóa này nè thì cái GPU nó sẽ lên cực kỳ nóng luôn nha các bạn. Thì không biết để làm gì nữa. Đi xe bộ này máy dễ hư lắm nha các bạn. Nên là mình khuyên các bạn là không nên để, chứ cứ để nguyên vậy cho mình nha. Rồi sau các bạn bấm sale. Đấy, rồi sau đó các bạn bấm vô trời này nha các bạn. Thì nó sẽ mất cái phần dưới đây. Thì nó sẽ chạy ở dưới nền RAM nha các bạn. Đây. Chờ chiếu cho các bạn xem. Nó sẽ chạy dưới nền RAM RAM này nha các bạn. Ok. Rồi tiếp tục thì các bạn mở cho mình cái tool MSI Upton nha các bạn. Ok, mình sẽ mở nó lên nhé. Đây. Rồi, tiếp tục thì các bạn mở khóa lên, các bạn tích cho mình cái cửa sổ này thành màu xanh nhé. Rồi sau các bạn bấm vào cái này, các bạn copy lên cho mình là cộng 7 giùm mình. Rồi cái memory gốc là cộng 72 giùm mình nhé. Rồi sau các bạn bấm vô tích và các bạn bấm sale ở đây nhé. Các bạn muốn sale ô nào cũng được, tùy các bạn. Rồi sau các bạn bấm vô tích nữa là xong. Đấy. Tích nữa là xong. Rồi sau các bạn khóa nó lại giùm mình nhé. Rồi cái phần cài đặt này nè, thì các bạn phải unlock cho mình cái volume control này nhé các bạn. Ok. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào test cho các bạn xem nhé. Ok. Sẽ vào test cho các bạn xem. Ok, thì mình đã vào game rồi nha các bạn. Mình sẽ dặn nhỏ tiếng nó một chút nhé. Và để cho nó vào cái mình dặn nhỏ xuống lại.
thì do là cái Forza Horizon 4 này nó chiếm tới 120 GB ổ cứng. Trời ơi, không tưởng tượng được luôn các bạn, 120 GB ổ cứng là gấp đôi GTA 5 á. Thì mình sẽ dặn cho Tiến lại nha các bạn, để tránh bị trúng bản quyền. Thì nhỏ lại cỡ 30 nha các bạn, cho các bạn nghe thì nghe tiếng xe cho đã. Ok, và enter vào thôi. Thì mình sẽ để đồ họa là medium hết nha các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn làm cái này rồi nè, thì các bạn lên hai hai setting là dư sức luôn nha. Mình đợi một tí, do là mình để ổ HDD á, nên là lát hơi chậm nha các bạn. Đây mình sẽ vào option cho các bạn xem nhé. Video đây 60 fps on nè, này low nè, rồi cái phần advanced nhé. Rồi mình sẽ để medium full đồng bộ hết luôn nha các bạn. Thử ăn cưa 2x nha, thử thử ăn cưa cho nên mình để 2 luôn nha các bạn. Rồi tới cái phần SSD quality này thì các bạn thì mình để medium luôn. Rồi sau bạn bấm x rồi enter, thế là nó sale. Ok mình sẽ vào nhé. Rồi dặn tiếng xuống 35 luôn rồi mà vẫn còn lớn quá ha các bạn. Lo lớn thiệt chứ. Vậy mà mấy ổng trên mạng á, ổng nói á X150 không chơi nổi Forza Horizon 4 hai setting. Mà trong khi đó hai hai setting mà nếu như mà các bạn làm giống như mình á là chơi được rất là bình thường nha các bạn. Ok. Thì hồi nãy mình để cử gân cưa là 2 á, là cao luôn á. Cử gân cưa cao, chỗ đẹp cái xe. Ok. Thì cái kỳ này á thì mình đã nâng cấp xe lên rồi nha các bạn. Độ lốp, độ bánh, rồi độ turbo, độ máy lọc, độ động cơ, độ đáng nhiệt của xe hơi nữa. Đó, độ đủ thứ luôn. Độ hết tiền luôn. Nhưng mà mình còn dư tới 100.000 đô lận nha các bạn, là đổ hết 50.000 đô luôn rồi đó. Thì nhà này là nhà đúng mình nha các bạn, mình mới mua hồi nãy. Ok mình sẽ đua cho các bạn xem nhé. Để mình tí để mình chỉnh lại cái volume, cái âm lượng cái này. Audio mình để radio xuống mức 3 nha các bạn, rồi enter, rồi nó mình tăng âm lượng con này lên tí, con lên 45 nghe tiếng xe nổ ra cho nó đã. Rồi ok, các bạn thấy mượt không, cực kỳ mượt luôn nha các bạn.
Các bạn thấy phê không? Cực kỳ phê luôn nha các bạn. Sẽ vào đua một trận nhé, mình sẽ vào đua một trận. Ok, đua một trận solo. Hey Cannibal, let's take a look at Horizon Blueprint. This is something I let our old festival boss play around with in Australia, but they're not here, so I need to see if we have any fresh blueprinting talent. Blueprint lets you choose where and how fast. But first, cars. Every blueprint needs a car theme. These are curated by the techs in the auto show. Quả thiệt chứ, các bạn thấy số tiền mình không? Lên nè, 178,75 nghìn đô la. Ủa, tự nhiên không có chế độ đua vậy? Chấm hỏi. À, này quá hả? Mày biết không? Một quá các bạn ơi. Mình thích cái xe này một cái là nó biết khá khá là đã nha các bạn. Thank you.
Mr. Gaga Hall. Ok, mình sẽ tới nhé. Rồi mình sẽ cướp xe vào Gaga. Welcome home. Ha. Nhà đẹp phết nha. Ủa rồi sao đúng luôn rồi. Ok. Như các bạn thấy video hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn. Bây giờ mình trải nghiệm thêm một tí nữa đây.